đường ô tô hay tắc xe máy đã là chuyện bình thường rồi. Còn tắt đường trên sa mạc mà phương tiện chính lại là lạc đà thì bạn đã thấy bao giờ chưa? Đây là khung cảnh tại một khu du lịch tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Nơi đây gần điểm cảnh chính hồ Nguyệt Nha, một hồ nước nằm giữa sa mạc. Ngày xưa nơi đây từng là nút thắt huyết mạch của con đường tơ lụa. Lạc đà có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ các quốc gia phía Tây qua phía Đông là Trung Nguyên. Giờ đây lạc đà lại có nhiệm vụ khác là chở khách du lịch. Khi mà nhiều thị trấn hay nông thôn còn không có đèn đỏ thì ở đây lại có đèn đỏ dành cho lạc đà. Được biết một vé cưỡi lạc đà ở đây có giá 100 tệ, là hơn 300.000 Việt Nam đồng. Với khung cảnh thế này thì không biết một ngày chủ quản lý khu du lịch này kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Đây là Tiểu Trần Khám Phá Trung Quốc, hãy follow kênh để xem thêm những video thú vị về đất nước rộng lớn này. Nếu các bạn có nhu cầu order hàng tao bao, có thể liên hệ chủ kênh để được hỗ trợ, mức phí nhẹ nhàng cho mỗi đơn hàng. Trưởng công an xã không còn là công chức cấp xã từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 33 quy định về cán bộ công chức cấp xã. Theo đó, các chức danh công chức cấp xã từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 bao gồm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Văn phòng Thống kê, Địa chính Xây dựng, Đô thị và Môi trường đối với phường thị trấn hoặc Địa chính Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường đối với xã, Tài chính Kế toán, Tư pháp Hộ tịch, Văn hóa Xã hội. Như vậy, theo nghị định mới này thì trưởng công an xã không còn là công chức cấp xã so với quy định tại Nghị định 92 năm 2009. Sở dĩ không còn trưởng công an xã trong các chức danh công chức cấp xã là do hiện nay đã gần như hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy. Chuyến du lịch đắt nhất thế giới, bạn không nghe nhầm đâu. Không cần hộ chiếu, không cần visa, chỉ cần sổ thông hành. Nhiều bạn hỏi mình đi có dễ không, có phải test Covid không? Câu trả lời là không nha. Thủ tục thì hết sức đơn giản. Xuất phát tại thành phố Lào Cai, tour 2 ngày vượt đen chỉ hơn 2 triệu đồng. Bạn sẽ được khám phá miêu trại Hồng Hà, huyện Bình Biên. Đây được coi như là một phiên bản thu nhỏ của Phượng Hoàng cổ trấn với những dãy nhà cổ và hệ thống đèn lung linh huyền ảo. Khám phá phong tục của người Miêu vô cùng thú vị và độc đáo. Điểm đến tiếp theo là công viên rừng rậm nguyên sinh Đại Vi Lâm, cầu treo lơ lửng giữa vực thẳm, cảm giác như đang trôi lạc vào thế giới thần tiên kiếm hiệp của Trung Quốc. Được tham quan trang trại Lượng Mông Tự, điểm du lịch sinh thái nông nghiệp nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, và đến cổ trấn Bùi Mông Tự thưởng thức món bún qua cầu với ý nghĩa về tình vợ chồng sâu sắc. Follow em để biết thêm và khám phá những điểm đến du lịch không cần visa nhé. Bài văn nghị luận học học nữa, học mãi. Học tập là một quá trình trau dồi không ngừng nghỉ, tựa như Lenin đã từng nói, học học nữa, học mãi. Với kho tàng tri thức của nhân loại là một kho tàng của vị đại phong phú. Đôi khi phải mất tất cả một cuộc đời chúng ta cũng khó mà có thể chứng minh được hết tất cả. Và bản thân chúng ta phải luôn không ngừng nỗ lực trên hành trình chứng minh tri thức. Bởi ngày nay tốc độ phát triển của xã hội ngày càng tăng, chúng ta phải không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Bằng không ta sẽ phải đứng lại như một kẻ lạc hậu, nhìn ngắm sự phát triển của xã hội một cách vượt mặt. Vì vậy hãy luôn không ngừng học hỏi mỗi ngày, lựa chọn cho mình những tấm gương để học hỏi từ họ về cả kiến thức, kỹ năng, thái độ sống để hoàn thiện bản thân mình. Hãy đi thật nhiều, hãy lắng nghe thật nhiều và mang trong mình một tinh thần học hỏi khi gặp bất kỳ ai trên cuộc đời này. Vì chắc chắn thông qua mỗi trải nghiệm của họ, bạn cũng sẽ học được một bài học nào đó cho chính bản thân mình. Chưa đủ tiền để đi Phượng Hoàng cổ trấn thì đây có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Tiểu Phượng Hoàng cổ trấn, đây là Miêu Thành người dân tộc Miêu, giống như dân tộc Hơ Mông của Việt Nam. Với những bạn hay check in sống ảo thì đi cả ngày cũng không hết các góc đẹp để chụp ảnh. Bình Biên có khí hậu giống như Sapa ở độ cao 1.500m. Nơi đây rất yên bình vì gần như chưa có người đến ở và khách du lịch chưa nhiều. Nếu bạn thích sự ồn ào thì đây không phải là nơi dành cho bạn. Buổi tối khi Miêu Thành lên đèn, đứng ở bất kể góc nào chụp ảnh không khác bạn đang ở Phượng Hoàng cổ trấn nổi tiếng. Và với chi phí chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng, không cần quá phức tạp về thủ tục, chỉ cần căn cước công dân là bạn đã đến được nơi đây. Nếu bạn quan tâm thì tôi sẽ chỉ cách đi cho bạn nhé. Thưa quý vị, trong hàng ngũ những vĩ nhân của lịch sử nhân loại, Karl Marx chiếm một vị trí nổi bật. Karl Marx sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 ở Thuringia, vùng Rhine, nước Đức. Ông là nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Nhân loại mãi mãi khắc ghi những cống hiến to lớn của Karl Marx, người đã cùng Engel xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, là kim chỉ nam, vũ khí tinh thần sắc bén, soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột. Tháng 8 năm 1844, Karl Marx gặp Engel ở Paris, nước Pháp. Bắt đầu từ đây, hai lãnh tụ của cách mạng vô sản thế giới đã tìm thấy sự đồng cảm về tư tưởng và lý tưởng cộng sản.
tháng 2 năm 1848, Karl Marx và Engels cùng soạn thảo và xuất bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện đầu tiên có tính chất cương lĩnh của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Hai ông đã tích cực tham gia các tổ chức Cộng sản, tích cực đấu tranh chống xã hội tư sản và tiểu tư sản đàn áp, bóc lột nhân dân lao động, cùng nhau sáng lập ra lý luận về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản, chế độ mang lại hòa bình, bình đẳng, hạnh phúc cho các tầng lớp nhân dân lao động. Với trí tuệ vượt trội, tầm nhìn vượt thời đại, sức làm việc phi thường, Karl Marx và Engels đã để lại những di sản tư tưởng lý luận đồ sộ, to lớn. Karl Marx đã sáng tạo ra triết học duy vật biện chứng, tạo nên một cuộc cách mạng trong nhận thức và cải tạo thế giới. Karl Marx đã tìm ra quy luật giá trị thặng dư, quy luật vận động và phát triển của chủ nghĩa tư bản, tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh tế chính trị học, chỉ ra quy luật vận động kinh tế của xã hội tư bản, vạch trần bí mật của xã hội tư bản là bóc lột giá trị thặng dư của những người lao động làm thuê tạo ra. Karl Marx đã phát hiện ra vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới. Học thuyết của Karl Marx, Engels đã được Lenin kế thừa, bổ sung và phát triển trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triển thành chủ nghĩa đế quốc. Từ đó, chủ nghĩa Marx trở thành chủ nghĩa Marx-Lenin. Thế kỷ 19 và thế kỷ 20, nhân loại đã chứng kiến sự thành công của chủ nghĩa Marx-Lenin trên toàn thế giới. Nhờ vận dụng sáng tạo và linh hoạt chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện thực tiễn Việt Nam mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi to lớn mang tầm vóc thời đại, lật đổ ách thống trị của chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, hòa nhập ngày càng sâu rộng và vững chắc vào cộng đồng thế giới. Chủ nghĩa Marx từ khi ra đời cho đến nay luôn là mặt trời chiếu sáng, cơ sở tư tưởng, lý luận và ngọn cờ chiến đấu đầy khí phách của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản, đế quốc thực dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bạn có biết muối được làm như thế nào vào thời cổ đại không? Những gì bạn nhìn thấy trước mắt là cánh đồng muối nghìn năm tuổi ở Mang Khang. Nằm ở hai bên bờ sông Lan Thương ở thị trấn Tĩnh của huyện Mang Khang, khu tự trị Tây Tạng, nó có lịch sử 1.300 năm. Đây là nơi duy nhất của Trung Quốc còn lưu giữ phương pháp làm muối khô thủ công nguyên bản nhất. Phụ nữ ở nhà làm muối vất vả, đàn ông đi bán muối khắp nơi. Đi vài ngày thậm chí cả nửa năm mới về, dọc đường ăn ngủ ngoài trời. Theo ghi chép lịch sử, ngay từ thời Đường nơi đây đã có lịch sử làm muối khô. Cư dân địa phương lấy nước muối đổ nước muối từ giếng nước vào ruộng muối, phơi dưới nắng và hong gió đến khi kết tinh thành muối hạt. Ruộng muối từng lớp dọc theo bờ sông, có nhiều giá đỡ bằng gỗ chống đỡ chắp vá. Điều đặc biệt là ở đây không gần biển mà nằm ở bờ sông Lan Thương, thượng nguồn của con sông Mekong chảy xuống Đông Nam Á. Đây là Tiểu Trần khám phá Trung Quốc. Hãy follow kênh để xem thêm những video thú vị về đất nước rộng lớn này. We'll be right back.
Sinh ra lớn lên từ đó, đất quê nghèo giàu tình yêu thương đã bao đời ghi tròn tình nhớ quê. Quê hương anh có dòng sông Lam cuốn lượn quanh ôm chặt núi Hồng. Về quê anh nghe điều hò vì dặm nặng ân tình mộc mạc mà thương. Hương hoa đến bờ tre gốc cà, thương mẹ ta vẫn một nàng hán sương. Quê anh nghèo vất vả lắm em ơi, dù dòng Lam có trôi về biển cả, ta vẫn sống ở lại sông Lam.